Từ nhỏ đến giờ thích con gái rồi. Từ lúc mình biết ý thức là đã thích con gái. Và chính xác là dạy gái anh ạ. Và chính xác là dạy gái anh ạ. Là mê gái. Dạ mê gái mà. Có tiền là cho gái. Có tiền là cho gái luôn. Có tiền là cho, có nhiều cho gái hơn. Dạ. Hồi xưa nhà em rất là đại gia và rất là giàu. Cho nên là ba mẹ cho em tiền rất là nhiều rồi. Em thích một lần là 3-4 cô gái lận. Năm 2017 là cái lần em chia tay cái bạn gái thứ 6 của em. Cái bạn gái thứ 6 của em. Trời ơi, năm lớp 10 á, em vừa biết em là đồng tính nữ mà trước thời đó khoảng nửa năm á, em có bị xâm hại tình dục. Ảnh nói là mẹ của em, mẹ của em là quan hệ với em đi để cho em đỡ tính ra. Cái coi với mày ấy đây có gì có bọc rồi tao lo hết. Cô nói với nó bây giờ mày nếu mày thật sự mà thương Linh vậy á, đàn trai đi như còn đàn gái ôm sâu hết. Thì cô xúi hết á, xúi là này đó là trước. Xúi nhưng mà kế hoạch không thành. Khánh Chi và Minh Tuấn chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào em. Chào em. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em nhé. Dạ, em tên là Linh, Trương Trúc Linh. Thì em sinh năm 1992 và em sinh ra ở Kiên Giang. Em lên đây được bao nhiêu năm rồi? Năm 2004 bây giờ, 16 năm ạ. Bây giờ em làm công việc gì? Em đang là cố vấn xây dựng thương hiệu cho những doanh nghiệp nhỏ. Và đồng thời thì em cũng có một cái shop dành cho cộng đồng LGBT. Cái shop đấy bán cái gì em? Shop thời trang hả cưng? Dạ, shop chuyên về những cái sản phẩm mà chức năng dành cho những bạn chuyển giới nam. Đồng thời em cũng là đang là YouTuber ạ. Em cũng là trans guy mà đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Tại vì anh nhìn em anh tưởng là gay. Dạ hầu như ai cũng nghĩ đúng như không? Vậy. Đúng không? Như vậy đúng không? Dạ. Cái câu chuyện về giới tính của em đó là em phát hiện ra giới tính của mình từ lâu chưa? Từ nhỏ đến giờ thích con gái rồi. Nhưng nhỏ mà là tầm mấy tuổi em? Từ rất nhỏ là từ lúc mình biết ý thức là đã thích con gái và chính xác là dạy gái anh ạ. Và chính xác là dạy gái anh ạ. Là mê gái. À? Dạ mê gái mà có tiền là cho gái. Từ nhỏ mê gái là mê sao cưng? Có tiền là cho gái luôn. Có tiền là cho, có nhiều cho gái hết. Dạ nhưng mà em không có biết đó là cái gì, em nghĩ là chắc ai cũng giống em. Cụ thể những câu chuyện cho tiền gái không? Hồi xưa nhà em rất là đại gia và rất là giàu cho nên là ba mẹ cho em tiền rất là nhiều. Cái thời mà một dĩa cơm có khoảng 1.000-2.000 thôi thì một ngày em đã được 20.000 tiền xài rồi. Em thích một lần là 3-4 cô gái lận thì em sẽ em mua chia ra. Vâng, có một gia đình kia là có 3 bạn gái cùng đổi tụi em luôn thì em hay mua dép tặng người ta, thì em mua một lần một lố khoảng 12 đôi á thì cho mỗi ba chị em mang vậy đó. Là em thích cả ba chị em trong một nhà luôn. Thích nhiều như cưng. Gái đẹp. Gái đẹp. Hoặc là ăn uống gì đó thì em kêu là cứ ăn đi là em cho tiền hết. Dạ tại xưa nhà giàu lắm thì mấy em nghĩ là chắc là ai cũng giống em, có nghĩa em nghĩ cái việc thích con cái là việc rất là bình thường và em cũng không biết mình là gì luôn vì em ở trong vùng sâu vùng xa ở huyện anh đâu là anh cưng U Minh Thượng, ở đường U Minh Thượng là lúc đấy là mình bán buôn gỗ hay gì mà giàu. Nhà em là có một cái cửa hàng chuyên tạp phẩm luôn á, là tất cả những gì mà dụng cụ y tế, mẹ em cũng có bán thuốc giống như siêu thị nhỏ kiểu vậy đó, giải dốc rồi đồ ăn đồ uống bán rồi hết quần áo thuốc. Dạ đám cưới đám hỏi đám ma đồ cho thôi là bán hết, cái gì mẹ cũng bán hết. Xong rồi ba em thì là chuyên bán đồ điện, cái gì về điện ba em cũng bán, máy móc thiết bị là đó, hai ba mẹ là chùm hết là ba mẹ lúc đó rất là giàu đúng dạ, không vâng. Chứ bạn nên là cái gì mà thích con gái? Trans guy là bạn có xu hướng chuyển giới nam? Em từ nữ thành nam ạ. Ủa vậy hả? À chị tưởng là gay hả? Rồi, em đã em giải ngay từ đầu từ, rồi. Từ nữ sang nam nhưng em giải thích nhưng mà chị vẫn không nhìn ra. Em là chủ giới nữ mà làm mà chuyển giới thành nam á hả? Dạ. Quá thành công chị ha. Quá thành công luôn á. Là hồi đấy là em mê da trắng chân dài hay sao Linh? Dạ đúng rồi, da láng đẹp. Đại gia là cái gu chỉ có vậy thôi. Hồi xưa rồi, sau này cũng vậy. Dạ đúng rồi. Đến bao giờ em mới xác định được giới tính của mình mà em không còn mù mờ nữa? Năm 2004 thì em lên Sài Gòn để em học cấp 2. Tiếp tục thích những cô gái khác. Cũng dễ thương, cũng là hot girl, đa phần là hot girl trong lớp hoặc là trong trường thì em sẽ thích. Mà em có biết đó là gì, em chỉ biết là em muốn bảo vệ người ta thôi. Cho đến năm lớp 10, gần năm qua lớp 11 thì có một bạn gay trong lớp bảo với em là Linh, tao thấy mày không phải là con gái bình thường đâu, tao nghĩ mày là đồng tính nữ đó. Mà lúc đó là em vẫn mặc đồ con gái hả? Tóc dài. À tóc dài vẫn mặc đồ con gái à. Chỉ là em cảm thấy khó chịu khi mặc đồ con gái thôi, nhưng em không biết đó là cái gì. Em không có kiến thức gì hết trơn á. Em chỉ có một là học, hai là đọc sách thôi, không có làm gì ba khác. Ba là cua gái. Không có biết cua. À anh xin lỗi em. Chỉ biết hết thôi.
thích rồi mua tặng cho thôi. Nhưng mà mấy bạn kia chắc nghĩ là cái này con gái quý nhau, thương nhau tặng thôi. Chứ mấy bạn nó cũng không biết là em yêu mấy bạn đó. Rồi lên đây em có hốt nguyên một cụ không? Hay là em bắt đầu chung thủy hơn? Dạ rồi? Không thì cũng thích lần hai ba đứa. Cũng thích lần hai ba đứa. Trời ơi, lăng nhăng quá vậy. Không thích thôi à, chưa quen. Thích không à. Cái này gọi là thích quy mô lớn chứ chưa đến mức lăng nhăng. Thích nhưng mà là trong ba mấy cô đó mình sẽ chọn ra một cô. Không, đã chọn hết rồi, đã được ba đứa. Chọn rồi hả? Là chọn được ba người á hả? Rồi vẫn tia ba người một lúc luôn. Dạ. Cái đó là không có được đâu nha. Mình thích em thích một người thôi. Mình thích như vậy mình sẽ bị quen đi. Làm mấy bút mình bị hả? Anh thích nhiều người đó. Không, sau này chung thủy lắm. Chung thủy chưa? Chung thủy, giờ là khẳng định chung thủy luôn. Quá trình để em nhận ra được cái giới tính của em. Cái thời điểm mà em biết được bạn ấy nói là em là đồng tính nữ thì em lên trên trang mạng là để em tìm hiểu coi là mình là ai. Thì cái lúc đó em mới biết là thì ra mình là đồng tính nữ. Và lúc đó em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cuối cùng ta đã biết tao là ai rồi. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc vì cái điều đó. Và lúc đó em bắt đầu chơi chung với cái hội lesbian. Tóc tai vẫn đeo tóc dài hay là? Dạ vâng, tóc dài. Tại vì em cũng rất là nghiêm khắc, không có được cắt tóc, với em cũng không có kiến thức nhiều, nói chung em cứ vậy thôi. Nhưng mà cái quá trình từ một cái bạn les mà nhận ra mình là trans guy nó lại là một quá trình khác nữa đúng không? 11 năm. Khi mà em nhận ra mình là người đồng tính và em nghĩ mình là người đồng tính và em nhận mình là SP dạng là làm chồng á, thì thời điểm đó là gia đình bắt đầu phản ứng với em, tại vì thấy em đi chơi con gái nhiều quá. Thì gia đình có nói là đi chơi với đồng tính vậy là sau này con bị lây đồng tính á, rồi con bị người ta dụ dỗ, con sẽ không có việc làm được đâu, không có được xã hội tôn trọng đâu, cũng không ai yêu thương con thật lòng, mà con cũng không có ai chăm sóc lúc mà già. Nhưng mà với em thì đó giờ là em không bao giờ nghe lời ai cả. Từ nhỏ đến giờ là em giống như là em cho mình là vua vậy, em thích là em sẽ làm, em không để ý hậu quả. Rồi lúc mà em đi học á, mà người ta nhận ra em là ở trong cộng đồng LGBT á, thầy cô hay bạn bè có phản ứng gì tiêu cực với em không? Từ đó đến giờ là em đã bị tất cả các bạn nam trong lớp từ cấp 2 đến cấp 3 họ đã trêu chọc rồi. Chắc là họ thấy em khác biệt á. Hồi cấp 2 thì em bị kỳ thị nhiều bởi thầy cô. Nhưng mình không biết là bị kỳ thị. Mình chỉ biết là cái ông đó rất là ghét mình và ổng đánh mình rất là nhiều. Xong rồi đến cấp 3 thì có một lần là thầy giáo toán gọi em lên trên hẳn trên lớp là nói là dạo này mày đặt chơi với cái bọn đồng tính, rồi mày đồng tính như vậy nữa rồi sao. Thì cái lúc đó là cả lớp bạn nam á cười, xong rồi vỗ tay, rồi là mấy bạn chưa chọc em á. Thì điểm đó thì em không có khóc, nhưng mà em chỉ tức và em không có biết phản kháng lại, mình chỉ biết im lặng thôi. Và từ thời điểm đó luôn là em rất là ghét nam. Còn về gia đình của em sao? Gia đình thì thật ra là cái khủng hoảng nhất của em trong cái quá trình mà nhận ra giới tính của mình đó, là toàn bộ năm cấp 3 nó kinh khủng với em lắm. Bây giờ em nhớ lại em không biết sao em lại vượt qua được cái điều đó. Em không có thực sự là công khai mạnh mẽ nói gia đình là con là đồng tính, nhưng mà em đi chơi đồng tính nhiều thì gia đình sẽ tự động biết thôi. Thì gia đình cũng có mẹ em có hai mẹ, có một mẹ nuôi. Mẹ nuôi có bảo em là thôi đi khám tâm thần coi em có bị tâm thần không, bị bệnh đúng không? Vâng, nghĩ em là bị lây, bị bệnh hoặc bị tâm thần. Có lần thì mẹ bảo em là đi tiêm hóc môn nữ đi, tại vì nghĩ là hóc môn nữ nó sẽ làm cho em nữ tính lại. Có lần thì mẹ đã mai mối cho em với chồng Đài Loan để cho em đi lấy chồng, thì nghĩ là cái việc quan hệ nó sẽ làm cho em nữ tính lại. Thật ra có một cái việc này là em không biết có nên nói hay không, nhưng mà hiện tại thì em sẽ sẵn sàng để mà có thể chia sẻ nó với tất cả mọi người. Và đây là cái điều mà em chưa bao giờ nói với ai, kể cả những người bạn gái. Năm lớp 10 á, em vừa biết em là đồng tính nữ, mà trước thời đó khoảng nửa năm á, em có bị xâm hại tình dục. Bởi ai em? Em chơi audition á. Kiểu cứ chồng vợ trên vâng, đấy. Đúng rồi, không? Thì ra tiệm net thì người ta chơi, xong rồi thì có một cái anh. Lúc đó là em không biết mình là ai và em cũng cảm thấy lạc lõng ở thế giới, em không định nghĩa được. Và em cũng không có sự kết nối với gia đình, em không có được sự chia sẻ từ gia đình. Tự nhiên có một cái thằng kia nó tới và nó chở mình đi chơi. Nó cho em ra khỏi căn nhà của em, tại vì em không muốn ở nhà. Em thấy rất là vui vì cái điều đó. Anh ta có dẫn em vô quán cà phê rất là tối và anh đã làm cái chuyện đó với em. Sao em không phản kháng? Em không biết là gì luôn. Em chỉ biết là anh ơi anh làm gì mà em đau quá vậy. Cái anh kêu là không sao, là từ 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 nó hết rồi. Là cái đó lần đầu tiên em bị luôn đúng không? Lần thứ hai là anh cũng chở em đi, nhưng mà cái lần đó là anh chỉnh đi khách sạn. Anh cũng làm hay chăng vậy nữa. Đúng. Nhưng mà lần em không biết là gì luôn. Lần đầu tiên em đã sợ rồi mà sao em lại còn đi em vẫn đi nữa. Em không sợ, em chỉ biết nó đau thôi. Không biết là cái gì nhưng mà cũng không biết nói với ai đâu. Em cứ nghĩ là có một thằng chở mình đi chơi vậy là được. Tại mình không muốn ở nhà thì nó làm gì kệ nó, miễn sao mình được ra khỏi căn nhà của mình là được. Đến lần thứ ba, lần thứ tư thì em thấy là sao thằng này nó gặp mình nó cứ
mấy cái đòi như cái đó ngoài. Đòi đó hoài. Và em cảm thấy là cái chiều đó nó làm em bị ám ảnh. Không nói ra được thì em cứ giữ trong lòng hoài. Và em không biết giải đáp từ ai hết. Nhưng mà may mắn lúc đó là em không có có thai. Cho anh hỏi nha, ở trong nhà em á, có những cái áp lực gì mà làm cho em đến cái mức mà em chỉ muốn ra khỏi nhà để đi ra ngoài thôi? Cái lúc đó là em đã về sống với nội rồi, em không được ở chung ba mẹ nè. Tại ba mẹ ở nhà riêng ở Sài Gòn, còn ba mẹ gửi em đi học. Và ở nhà nội thì lúc đó em không được thương. Và em cảm thấy như em là một đứa con rơi, con lộn, lạc lõng gia nội, bên nhà nội lắm. Và em cảm thấy em bị đối xử rất là tệ. Tối em đi học về thì em cũng ngồi vô bàn học và em học tiếp. Em không có được giao tiếp với ai hết trơn. Và em thấy áp lực lắm. Rồi có những cái quy định là ở nhà nội thì mình sống chung thì mình phải ăn. Mình phải ăn thì mình cũng phải nhường người ta. Hoặc là mình phải khép nếp lại. Khép nếp lại. Và em thì lúc đó em rất là khao khát có một cái gia đình. Có một gia đình thực sự, có nghĩa là có ba, có mẹ thương yêu em giống như hồi xưa. Mà tại sao em không ở nhà mà em đi qua ở nhà bà nội? Lúc đó ba mẹ em lên Sài Gòn thì đã không còn giàu như hồi xưa nữa rồi. Làm ăn thất bại à? Thất bại lại. Em bị khủng hoảng thời điểm đó. Xong rồi cái lúc mà em bắt đầu đi chơi với nữ nhiều hơn thì em bị anh ba của em quản lý về thời gian. Và có một cái lần là anh ba đánh em. Tại sao em? Thì nói là em bỏ học đi chơi rồi không có đi theo đúng cái giờ giấc mà anh ba quy định cho em. Lúc đó thì em chỉ nhớ được là gia đình nói là cho chừa. Em không có được một sự đồng cảm thời điểm đó và đánh ngay cái bếp đó luôn ạ. Cả nhà đều biết nhưng mà không ai ra can hết. Cứ để anh ba đánh em như vậy. Lúc đó ba mẹ em cũng không biết luôn. Lúc đó em vẫn mặc được con gái hả? Tóc dài hơn chị Chi luôn. Nhưng mà tính cách em là vẫn con gái hay là em hơi nó vẫn tính. Mạnh mẽ rồi, nó đã mạnh mẽ nhưng mà vậy là gia đình bên nội biết em như vậy rồi. Thật ra đó, đâm ra mấy không thương em đó. Thời đó không có bố mẹ của em đồng hành cùng với em. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì ở trường quay có mẹ của Linh thì thôi mình mời mẹ Linh ra để cùng chia sẻ câu chuyện. Chào cô ạ. Con chào, chào cô. Cô giới thiệu tên của mình đến cô, với mình. Trần Ngọc Bích, năm nay sinh 1958. Hiện bây giờ là ở Cô có biết những cái chuyện mà Linh đã từng bị bạo hành bởi những người trong gia đình của mình? Không biết, bây giờ nó nói, nó già, nó mắt nó ứa chứ cô có một mình nó lặng như lặng gái, cô rất là thương. Là hôm nay cô mới biết đó. Cô hôm nay mới biết, nó không nói là cô không, thật sự là cô không có biết. Không biết con của cô là như vậy. Cô có ba đứa, hai trai một với gái, coi như là nói như gái, cô rất là thương. Thương dữ lắm luôn á. Mày hôm nay là con nói ra thử con mới biết, con rất là đau lòng. Anh ba là anh ba ruột luôn hả? Anh ruột luôn. Anh ruột mà đánh em gái đánh như vậy. Hai anh em không hề có xích mích gì hết. Chỉ là thời điểm đó thì do thấy em bê hai cái việc học ấy. Rồi xong rồi gia đình bên nội rất là hay mét. Là em mà làm sai cái gì ấy, thì bên nội sẽ gọi điện thoại kêu là nó làm sai này về mày xử nó đi. Giống như dạng vậy thì anh ba bị dồn nén đó. Thì nhưng mà sau đánh xong thì mấy ngày sau anh chở em đi học thì anh nói luôn là biết tính của anh nóng rồi thì mốt mày đừng chọc anh nóng. Ông nói như vậy nhưng mà cái điều đó nó không có làm em nguôi ngoai được. Bây giờ để cái việc come out của Linh trải qua những cái đoạn lại xong thì lên đại học em bắt đầu cắt tóc như vậy. Và em bắt đầu năm 2011-2013 chứ em bắt đầu ở chung với những người bạn gái của em. Thì em không ở trong gia đình nữa và cái cuộc sống nó cứ như vậy. Gia đình em thì cũng không có khó khăn nữa. Nhưng mà cũng hỏi là sao không quay con trai đi, con quay con gái hoài vậy. Có một cái lần là em nhớ là vào năm đại học em có một cái anh hàng xóm rất là thân. Lúc đó em ở chung với mẹ, em có ảnh với anh trai. Nhưng mà ảnh thì rất là yêu em. Mặc dù em tới tóc quần sọt, tóc áo thun, tóc ngắn rồi nhưng mà ảnh yêu em lắm. Nhưng mà tại tính tình của em nó chắc là dễ thương ảnh. Anh vẫn yêu em. Vâng. Xong rồi có một lần là em với ảnh đi về quê. Là do là làm lại chứng minh nhân dân của em bị mất. Và em nói ảnh chở em về quê. Thì cái đêm đó là đi vào nhà nghỉ thì hai anh em ở hai nhà hai phòng khác nhau. Nhưng mà cái lúc mà ảnh cho em vô cái nhà nghỉ đầu tiên á để cho vô phòng của em thì ảnh coi xong cái lúc đó ảnh đè em rồi. Cái ảnh chuẩn bị đè thôi, ở chưa lột đồ thì ảnh đè xong rồi ảnh vô em hỏi là anh làm gì vậy. Cái ảnh kêu là anh thích em lắm, em cũng biết điều đó mà. Cái em mới kêu là em đâu biết, anh thích thì thích việc của anh sao em biết được. Ổng mới kêu là mẹ anh bảo với anh á là quan hệ với em đi để mà cho em nữ tính lại. Là mẹ của anh ấy nói xuống không, như thế? Anh nói là mẹ của em. Nói mẹ của em. Là cô xúi à? Ok á. Vậy là cô có xúi. Là kêu là quan hệ với em đi để cho em nữ tính ra. Thì lúc đó em kêu là anh hờ biết là em không muốn điều đó. Và em muốn anh tôn trọng em. May mắn là ảnh rất là thương và ảnh tôn trọng em. Nên là anh kêu là anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để việc này xảy ra nữa. Thì lúc đó ảnh bôi em ra. Rồi ảnh đi về phòng. Thì
em rất là dễ quên, mà em thấy em kêu là ok, em nghĩ là em giải quyết xong rồi thì em thôi. Hai em vẫn bình thường mà sau đó cũng sinh hoạt bình thường thôi, cũng như là chưa, coi như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Thôi cô, cháu muốn nghe tiếng nói từ những người trong âm mưu đấy. Không có phải, cô nói con nghe nè, cô lại lúc đó mình thấy con mình vậy rồi kệ đi, thằng này nó ngay nó làm con, nó làm thợ kiến mà nó cũng rất là giỏi, nó rất là ngoan, nó rất là hiền, dễ thương lắm. Cái cô cái mày ấy đây có gì có bọc mày, tao lo hết. Cô nói với nó bây giờ con mày, nếu mày thật sự mà thương Linh vậy á thì cái gì cũng là làm đi, mày tiền á dụ con cô mà cô không có đòi hỏi, đàn trai đi nhiêu còn đàn gái ôm sâu hết, thì cô chúi nó đó. Số nó là này đó là tướng sướng, nhưng mà kế hoạch không tham. Nhưng mà thằng kia nó làm lương tháng nó 3 triệu mấy, này nhỏ này ăn hết, dắt đi ăn không à, chứ không vậy đắt cua ăn đồng, nhỏ nó muốn gì chiều hết. Mà ông kia là rất là thương em hả? Rất là thương, nó hiền lắm. Vậy sao em chịu cho rồi, cho khỏi khổ quá đi, dướng vô cái giới. Trời ơi, chị suối nữa. Vậy chị, và em coi ảnh như một người anh trai, và em rất là muốn được anh trai yêu thương mình như vậy. Nên là khi mà đi với ảnh em rất là hay nũng nịu. À, giống như cái cách em nũng nịu ông nhưng mà em không có nũng nịu theo cách của con gái, em nũng nịu theo cách của một con trai. Với con trai á thì em coi ảnh như con trai, và em đi đâu chơi á là ảnh chở, và em có em muốn ăn này là ảnh sẵn sàng, tức là em muốn cái gì là ảnh chiều em mọi thứ. Em thử thị phạm với cách nũng nịu của con trai xem. Thôi chiều em đi. Thôi chiều em đi. Có vậy hả? Thôi em chịu. Vậy hả? Dương à. Thảo nào, em cứ như thế Thảo nào, sao người ta chịu được? Yêu luôn, tao nói chuyện người ta chịu được. Nó khóc với cô mấy lần con thằng đó. Nó, giờ nó có vợ con, nó hình như được 4 tuổi. Vợ anh cũng tên Linh. Khóc với cô mấy lần hả cô? Khóc 2 lần. Khóc nó làm sao cô? Khóc như là con thương mà nó không thương con. Nó đánh nó chửi con không? Nó không sống thương con. Mà tiền bao nhiêu con mặn ăn như nó ăn hết trơn. Con nó con dắt đòi ăn này kia. Là ăn thôi chứ không nhận tình cảm phải. À, tại em ham ăn lắm anh. Em thích ăn lắm. Khi mà cô biết cái mưu đồ của mình không thành á, cái cảm giác cô thất vọng nhiều không? Tác giả em cho buồn nhá, buồn như lắm luôn, tức lắm mà không nói được. Là cái anh đấy về mép với cô lại là đúng rồi, là không được, không được hả? À, nó không thương chịu. Con, nó không thương con cô ơi. Anh ấy nghĩ là đàn ông thì không có bản lãnh, chứ không có bản lãnh, chứ mấy tình thương được, cần bản lãnh tình cho mình tới đâu tao cũng làm được hết chứ. Con đầu hàng. Là suối đi lấy đi có bầu là lo hết. Nhà trai đi như còn nhiêu luôn, nhà đàn gái bù. Ôm sâu hết. Ôm sâu hết. Anh mà là em anh sợ lắm nha. Không, thằng đó dễ thương lắm. Anh thấy nó. Nhưng mà tại vì cái tính của em á là em không biết sợ. Tại anh nghe câu chuyện á, anh xin lỗi mà anh cảm giác giống như câu chuyện của bà hàng hậu sai thợ săn đi săn bạch tuyết á. Nó y như thế luôn. Kiểu mẹ của mình nhá, nhờ người khác xử mình. Không phải là xử cái đó, con biết không, có dạng là cô thương con cô, chứ lại đây dạy cho nó, muốn cho nó có chồng đi. Con mình đâu có xấu đâu, con mình vẫn đẹp nhá. Có nước ngoài về kiều nước ngoài đi coi chứ bộ. Sao mà chịu được cô? Nói chung là cô sợ là con cô về con sợ. Con khổ nó muốn lấy chồng. Cho nó lấy chồng đi. Nó lấy chồng có con rồi đó. Có cháu ngoại. Nhờ cái cách cô bạo lực quá cô. Không phải bạo lực. Anh thấy người đàng hoàng chứ không phải là bạo lực. Nhưng nói chung là tại do cái anh kia là dễ thương đàng hoàng. Đúng rồi. Đâu cô mới đồng ý. Chứ nó có nghề nghiệp đâu nữa. Chứ là cô nghĩ là nếu mà thí dụ mà quan hệ được là biết đâu mà Linh mà đổi tính thành gái nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đỡ khổ nó mới kêu thử. Là mình có cháu ngoại rồi, kệ có ghế rồi, ok luôn rồi. Rồi kế hoạch bị bể là có bạn kế hoạch khác nữa không? Không, không được thôi, bà chấm dứt luôn rồi. Chấm dứt là hiểu, biết là con mình vậy là con nó cứng rắn. Cô nói thôi giờ kệ, nó muốn làm gì nó làm, miễn nó thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi, ok. Rồi sau cái đêm định mệnh đó mà em thoát khỏi cái âm mưu đó, em về em có nói chuyện với mẹ như thế nào không? Lúc qua là hơi bực bội đó, biết mẹ mình nghĩ giống gì trên đời mà làm vậy. Con mình vậy xong rồi, nhưng mà thôi cái định tính em nó thôi cũng không hỏi gì chứ, cũng quên, cũng gọi là qua luôn. Rồi có bao giờ em come out trực tiếp với mẹ mình luôn không? Năm 2017 là cái lần em chia tay cái bạn gái thứ 6 của em. Trời ơi, em chia tay cái bạn gái thứ 6 của em. Thì cái bạn ấy là quen được nửa năm thì bạn nó nói là em sẽ không bao giờ dẫn anh về nhà, tại vì anh không phải là con trai, anh không phải là người đàn ông thực sự. Anh lúc nào cũng đôi khi anh nữ tính, đôi khi anh nam tính, và em rất là khó để mà cư xử với anh theo cái chuẩn mực mà em đặt ra. Mẹ của em sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Thì cái lúc đó em bị sốc. Trải qua thời gian mà đi học đại học và bắt đầu đi làm, em đã rất là tự tin về bản thân của mình, tại vì trong cái chỗ làm và em luôn luôn nói thẳng mọi người luôn là em là con gái, nhưng em yêu con gái và em có người yêu rồi, và em luôn luôn nói điều đó trước khi người ta hỏi, và em đã tự tin công khai với mình tất cả việc làm và tất cả mọi người họ đều biết em như vậy. Cho đến khi bạn ấy nói ra cái câu đó và em cảm thấy sốc, và em đặt ra câu hỏi cho bản thân của mình là Linh ơi, thật ra là vậy thì mày là con trai hay là con gái? Mày là ai? Sau thời gian suy nghĩ thì
em biết là mình muốn trở thành con trai và mình muốn có vợ có con. Cái lúc đó mới bắt đầu lên mạng tìm hiểu coi cái giống giống mình là giống gì. Không biết từ chuyển giới là gì luôn. Lên trên mạng mới biết là à thì ra mình là người chuyển giới nam. Cái lúc đó mới tá rồi, và lúc mà mình mới suy nghĩ lại một cái chặng đường hành trình của mình. Nửa tháng sau em bắt đầu tiêm hormone. Nhưng mà nó có nhanh quá không em? Tính em nó vậy đó. Tao thích rồi là tính em là em đã nghĩ, em chọn xong là em làm. Trong thời gian tiêm hormone á thì em đi trị liệu tâm lý. Tại vì bị rối, bị khủng hoảng do chia tay người yêu rồi giới tính của mình nữa. Rồi những cái quá khứ. Cái đấy rất là nhiều người yêu của em hỏi là hồi đó giờ anh có quan hệ với nam chưa? Em luôn kêu là chưa, anh chỉ quan hệ với nữ thôi. Và em luôn luôn nói cái điều đó. Em giao quá đi cái chuyện đó. Vâng, thật ra khi em nói là bản thân mình nói cái điều sai là mình chắc chắn mình trong trong mình nó có phản ứng liền rồi. Và khi mà em trị liệu tâm lý xong thì em tự tin hơn. Lúc đó thì thầy kêu là việc đầu tiên của em là em nên come out đi để em được sống là bản thân của em. Và lúc đó em cũng bắt đầu thích một cái người mới rồi. Em mới nói là ok, em sẽ come out. Và em lựa chọn là ngày Tết giao thừa. Ngay giờ đêm giao thừa của năm 2018 luôn. Thì em come out với ba. Nhưng mà cái thời điểm come out đó em sợ. Tại vì đó giờ hai cha con chưa bao giờ ngồi chung cái bàn để nói chuyện với nhau hết á. Cha con rất là xa cách với nhau. Tại sao em chọn giao thừa? Ba con em rất là ít gặp nhau. Tại vì ba ở chung với bầy sau, em rất là ít khi gặp ba. Mà giao thừa là cái ngày bước qua Tết. Đúng rồi đó. Chọn cái ngày đó là cái ngày mùng 1 Tết xong rồi vui á. Tưởng tượng cả nhà mặt buồn hiu. Em không nghĩ gì đó luôn anh. Em không quan tâm luôn á. Cái lúc đó là sợ, cứ gọi điện thoại cho thầy kêu chị ơi, giờ sao giờ em cung quá em biết nói gì giờ. Cái bà kêu là mạnh mẽ lên em, mạnh mẽ lên, chị tin là em làm được. Sau đó thì gọi điện thoại cho cái người mà em đang thích thời điểm đó. Cái kêu là em ơi, anh chuẩn bị come out rồi, giờ anh quéo hết trơn rồi. Cái kêu là anh là đàn ông là anh phải mạnh mẽ. Muốn là đàn ông là phải mạnh mẽ. Xong rồi em mới cúp máy, em nghĩ trong đầu là mình chọn là đàn ông. Mà cái việc come out nó đơn giản như vậy mà làm không được nữa, sao mà mình không làm được thì mình còn cái tư cách gì để làm đàn ông, mình tư cách gì để mình lấy vợ có con rồi mình dạy con mình cái gì. Tự nhiên năng lượng nó lên, cái nói là ba ơi con có chuyện muốn nói. Xong cái ba kêu ngồi xuống tay con, hai cha con ngồi vậy thì ba ngồi bên vị trí của mẹ, em ngồi ở đây. Cái em kêu là con muốn là con trai mà con cũng tiêm hormone chuyển giới rồi, giờ con thông báo cho ba để cho ba biết, giống như là để cho ba chấp nhận con trước để ba còn đi hỏi cưới cho con sau này nữa. Con lấy vợ thì ba phải hỏi cưới chứ, thì con muốn là gia đình biết trước rồi gia đình ủng hộ con rồi gia đình đi hỏi cưới cho con. Rồi ba nói làm sao? Thì lúc đó nói xong là em quéo trơn rồi, biết ổng làm gì mình nữa. Thôi mà cái ba kêu là gia đình biết hết rồi, chỉ là chờ con nói ra thôi, con làm sống được miễn sao con hạnh phúc là được. Nhưng mà cái lúc đó ba mới nói là con muốn là con trai á là con phải như vậy nè. Lúc đó ba chỉ luôn. À con trai con phải mạnh mẽ, con phải gánh vác gia đình, con phải biết cái này biết kia, phải yêu thương vợ của mình. Mọi thứ là ba chỉ. Vậy lúc đó là hạnh phúc rồi. Lúc nhẹ, đó là nhẹ nhõm người đó. Nhẹ nhõm. Lúc đó là em đi ra ngoài không dám nói chuyện nữa. Chạy ra ngoài la làng lên, gọi gọi mừng lắm không? Gọi phải cho thầy kêu chị ơi xong rồi chị ơi. Thoải mái rồi. Xong rồi đó, cái cũng gọi điện thoại cho người kia kêu là em ơi anh cơm áo thành công rồi, cảm ơn em. Xong rồi sáng hôm sau mùng 1 em họp cả gia đình bên nội lại. Cũng nói em kêu chang ấy chang vậy luôn cả. Thì đêm đó thì ông nội bà nội cô chú này nọ thì bắt đầu kêu là ok, thì nếu mà con xác nhận như vậy rồi thì gia đình sẽ ủng hộ con. Thì gia đình kêu là ok, thì bắt đầu mấy đứa em bắt đầu nó thay đổi cách xưng hô, nó không kêu bằng chị nữa, nó kêu bằng anh. Rồi ông nội bà nội thì kêu bằng cháu trai. Đến bây giờ thì lâu lâu mọi người vẫn hay bị nhầm cái danh xưng. Nhầm á, mọi người kêu ê chết gọi lộn rồi, cái gọi lại. Vui vui thì gia đình kêu là trời ơi nó tốn biết bao nhiêu tiền để nó chuyển giới mà gọi sai nó nữa nó buồn, gọi đúng đi. Cô cho cháu hỏi là cái cảm xúc của cô khi mà Linh come out với cô á. Cô cũng không, cũng ý như nội đó vậy. Tại vì á, cô cũng có hỏi ý kiến bên nội đó, nội nó nói thôi bây giờ nguyên gia đình bên nội chịu hết trơn, còn anh con là dâu mà con, cô thấy cũng đâu có chống chọi được. Thôi bên nội ok là cô ok luôn. Con miễn sống sao con mình hạnh phúc là được. Cô có thật sự thấy thoải mái ở trong lòng của mình? Thoải mái, không còn gì khúc mắc. Chứ ngày xưa nó gai gứt trong lòng lắm. Không, mình đã có con mình rất là đẹp mà sao không có chồng được, nó cũng gai gứt trong lòng, cũng khó chịu, buồn lắm chứ. Hồi đó cô nói nếu mà gả nó là cô cho nửa tài sản luôn. Có chồng mà cô cho nửa tài sản luôn. Nửa tài sản. Vậy giờ, bây giờ có vợ thì cô có cho mà? Cho một cây à? Trời ơi, gì cho con một cây à? Mà sao mà lấy chồng cho nó? Nhưng mà cô mấy cháu đừng có yên tâm đi. Tại vì sao là cô sẽ ở với nó, không ở thằng thứ hai mà không ở thằng thứ ba. Là cô chọn Linh đúng không? Thương Linh nhất. Thương mà có cho. Cho ít thôi. Cho có một cây à? Cho một cây là để giữ cho em. Cho tài sản là giao hết. Là sợ trong cái giới này nó không có bền đúng không? Như tài sản cô cũng đã chia hết rồi. Đã chia hết anh trai. Ở đó cô cũng công bố với bên nội bên ngoại là
trai gái cô thương bằng nhau, tài sản cô cũng cho bằng nhau hết. Khi mà cô đã cuối đời, cô sẽ cho bằng nhau hết, không thiên vị trai gái gì hết. Nhưng mà sao mà con thắc mắc là cứ lấy chồng thì cho nửa tài sản, mà lấy vợ thì cho con, con đang thắc mắc vậy thôi. Tại vì á, mình đã được gả con mình cũng như là bao nhiêu người khác rất là hạnh phúc. Bên nội ra nếu mà nó trời đó, cô ba cũng cho ăn cây, cô năm cho ăn cây, ông nội, bà nội cũng cho một cây. Mà khi cưới vợ cũng có đất cũng chưa biết người ta cho bao nhiêu. Nhiều khi quá. Bà gả được nó là cô cho nữa tài sản. Gái sướng lắm. Ủa Linh ơi, bây giờ em có bạn gái chưa? Chưa anh. Sau khi cái lần em chia tay với người thứ 6 thì em chưa có. Vậy là cái tập không an này mà lên một cái là người ta nhắn tin cho em liên tục. Em kêu thật sáng quá trời. Đeo vàng mà nặng cổ. Biết bao nhiêu người không? Cô dâu về đeo vàng sáng cổ. Đó, ông thằng anh thứ hai đó, nếu mà nó gả được nó thì nó cho anh 5 cây là thằng thứ hai, thằng lớn. Nhưng mà bây giờ em gặp anh ba là vui vẻ là chưa? Tôi em chưa gặp mặt bây giờ. Nhưng mà có từ khi đợt đó tới giờ không gặp mấy năm luôn. Mà hiện tại anh ba đang ở chung với mẹ. Lâu lâu em sẽ vẫn về thăm mẹ. Nhưng mà nếu mà anh ba có nhà thì em sẽ không về. Anh thắc mắc là cái kênh YouTube của em là cái chủ đề của nó thường là về cái gì? Ban đầu á là bạn em chỉ kêu là em có nhiều kiến thức về hóc môn, tại vì em tiêm hóc môn. Nhưng mà trên mạng thì quá nhiều cái thông tin hóc môn mà làm cho mọi người bị sai á. Và tiêm sai thì kêu là anh nên làm đi để anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh cho mọi người biết, để giúp cho họ được tốt hơn. Thì em kêu là ok thì anh sẽ làm thôi. Mà lúc đó làm thì rất là vu vơ, kêu là mình tất cả kiến thức của mình về hóc môn mình nói hết. Và thì đó mình làm thì có rất là nhiều người họ đến và họ hỏi là cảm ơn mình vì hồi đó giờ những cái kiến thức của mình không ai nói cho họ biết hết trơn á. Bản thân mình sinh ra như vậy, mình không có lựa chọn được. Nhưng mà mình có thể lựa chọn cái cách mà mình sống để mà người ta tôn trọng và nể phục mình. Đồng thời em cũng lòng vô đó những cái câu chuyện để mà giúp các bạn mạnh mẽ hơn. Cái việc là cái cách để bạn cơm bao như thế nào, hoặc là cái cách bạn vượt qua sự kỳ thị như thế nào. Rồi cô, khi mà thấy cái con đường đi của Linh á, cô có ý kiến gì về những cái đó? Không biết luôn, gia đình em không biết em làm gì hết trơn á. Không biết, cô không biết. Thật ra con nhà lâu buôn bán cô không biết gì hết. Mình tin tưởng con mình, nó nói mình sao nghe vậy. Nói Linh ơi, con đừng làm cho ông khổ nha. Con mình con đừng làm cho ông khổ. Nhưng mà em có dự định gì trong tương lai của em không? Em sẽ muốn tổ chức thêm những cái buổi offline gặp gỡ cho cộng đồng LGBT. Tại vì hiện tại em cũng làm rồi. Và em muốn là em sẽ làm được nhiều hơn. Thì trong những buổi offline thì em hay mời đến những người bạn, những người thầy về tâm lý á, để mà một cái buổi nói chuyện thì các bạn có những thắc mắc nào về tâm lý thì những người bạn của em hoặc là em sẽ chia sẻ để giúp cho các bạn được tốt hơn một cái mặt nào đó. Và em thấy cái đó là hiện tại Việt Nam rất là cần luôn. Tại vì chưa có ai làm cái điều đó. Và em muốn là mình đóng góp vào cái công sức đó bằng cái cách của em. Tiêu chí chọn bạn gái của em như thế nào? Chân dài, da trắng. Thôi em bỏ qua rồi. Da phải láng đầu tiên. Da phải láng chân dài hay... Không, không cần chân dài nữa. Da láng là được. Da láng, da đẹp là được, đúng không? Đây, em rất hay hung. Em rất thích hung, cho nên em cần một da láng. Da láng. Dạ. Chắc chắn là phải thơm. Không thể nào không thơm được. Là được rồi ha. Nhẹ nhàng như vậy thôi chứ dạ. Em thấy là em mà đòi hỏi nữa rồi, chắc là đúng rồi. Da láng trắng, thơm tho. Ok rồi, có định hướng. Chị thay mặt chương trình là chị chúc em sẽ gặp được một người bạn gái giống như cái sở thích của em. Và con chúc cho cô nhiều sức khỏe. Tôi cũng cảm ơn cháu. Dạ em cảm ơn.